sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 3 năm 2015. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hồi sáng này chúng ta cũng rằm tháng giêng, và đồng thời cũng như là một buổi lễ cầu an đầu năm. Hồi chiều hôm nay chúng ta nghỉ ngơi và có giờ sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Thì mỗi lần Pháp Hòa về đây thì chúng ta đều tranh thủ thời gian để chúng ta có được những buổi sinh hoạt Phật pháp với nhau. Lẽ ra thì đại chúng nghe giáo lý mỗi tuần, nhưng vì chúng ta không có cái phương tiện, không cơ hội đó, vậy cho nên mỗi lần có dịp về đây thì chúng ta tranh thủ. Thì mặc dù hôm nay Pháp Hòa không được khỏe lắm, nhưng mà so với sáng thì đỡ nhiều. Thì có mấy chú ngày hôm qua sáng hỏi thầy bữa nay có đỡ không? Dạ bây giờ thì nó đỡ, mà hai người đỡ hai bên. Thưa đại chúng, hồi sáng Pháp Hòa có kể với đại chúng nghe về Đức Phật Di Lặc. Thì trong kinh đó có nói rằng Ngài là một vị Bồ Tát và sẽ hạ sinh làm Phật trong tương lai. Và khi Ngài xuất hiện ở đời á, thì Ngài nói pháp tới 3 lần. Ngài nói pháp 3 lần và Ngài thành đạo ở dưới một gốc cây, giống như Thái tử Siddhartha thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề. Thì Ngài Di Lặc á, thì không thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề mà ở dưới một gốc cây có tên là Long Hoa. Long là rồng, cái hoa này nó nhìn như một con rồng. Thì cho nên chúng ta thường gọi Ngài là Long Hoa Giáo Chủ, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Đó là cái câu mà chúng ta thường tụng khi chúng ta đảnh lễ đó. Thưa đại chúng, ở trong cái nghi lễ tụng kinh đó, thì chúng ta có 3 câu đảnh lễ, đúng không? Mỗi lần trước khi vô kinh. Và 3 cái câu đảnh lễ đó đặc biệt chỉ có trong Phật giáo Việt Nam thôi. Và chư tổ chúng ta đã chế tác 3 câu đảnh lễ đó để cho chúng ta lễ. Thật ra 1 lễ là đã đủ, tại vì 1 cái câu đầu Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá tức là quá khứ đó, hiện tức là hiện tại, vị là vị lai, 10 thập phương chư Phật tôn pháp, hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Câu đó là tổng quát đủ hết rồi. Nhưng mà nếu mà mới vô kinh mà lễ có 1 lễ thì ngắn ngủi quá, cho nên các ngài làm 3 lễ. Thì cái câu thứ 2 chúng ta lễ là Nam mô Ta Bà Giáo Chủ. Tức là sau khi chúng ta đảnh lễ Phật Pháp Tăng Tam Bảo trong 10 phương, bây giờ chúng ta đảnh lễ đến một Đức Phật hiện tại, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta tụng là Ta Bà Giáo Chủ, tức là Ngài là vị giáo chủ ở cõi của chúng ta đang ở đây. Cõi chúng ta đang ở gọi là cõi Ta Bà. Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Phật hiện tại. Rồi bây giờ mới Phật vị lai nè, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đó là Phật vị lai. Rồi mình mới đảnh lễ 2 vị Bồ Tát thường theo Phật Thích Ca để trợ Phật, đó là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thì thay vì sau khi đó rồi chúng ta mới đảnh lễ Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì chúng ta thêm 1 câu là Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, tức là tất cả chư vị Bồ Tát mà
bảo hộ cho Phật pháp, chúng ta đảnh lễ hết. Cho gọi là hộ pháp chư tôn. Thì cái chữ hộ pháp chư tôn là không có nói tên một ai hết á. Cái câu đó là nói chung hộ pháp chư tôn Bồ Tát là các vị Bồ Tát thường hay bảo hộ cho Phật pháp. Rồi bắt đầu mới tới Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tức là chư Phật, chư Bồ Tát ở trên đỉnh núi, ở trong pháp hội Linh Sơn của Phật. Vậy thì cái câu thứ nhì chúng ta đảnh lễ Đức Phật hiện tại, Đức Phật vị lai, hai vị Bồ Tát trợ giúp cho Phật Thích Ca cùng tất cả Bồ Tát trên pháp hội Linh Sơn. Lễ thứ nhì. Rồi qua cái lễ thứ ba mình mới đảnh lễ Tây Phương Giáo Chủ. Tại sao nhiều vị giáo chủ mà không lễ lễ Tây Phương Giáo Chủ? Tại vì Đức Phật A Di Đà là một vị Phật gần gũi với mình nhất. Tại vì ai cũng muốn sao sanh về nước của Ngài để sau khi bỏ thế giới ta bà này, và hơn nữa mà Phật tử mà gặp nhau thì câu gì trước? A Di Đà Phật. Cho nên mình đảnh lễ Tây Phương Giáo Chủ. Hồi nãy là Ta Bà Giáo Chủ thì bây giờ là Tây Phương Giáo Chủ. Rồi hai vị Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật rồi, thì ai là người trợ duyên cho Tây Phương Giáo Chủ? Đại Bi Quán Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai vị đó là hai vị trợ duyên giúp cho Phật Di Đà. Vậy cho nên một vị làm việc đều có những vị hỗ trợ ha. Thích Ca Mâu Ni Phật thì có Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Còn A Di Đà Phật thì có Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát. Rồi bây giờ Quan Âm Thế Chí rồi, để trợ cho cái nguyện của mình được sâu sắc thì chúng ta là đảnh lễ thêm ai nữa? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình thêm vô. Giờ Bồ Tát nhiều quá cho nên mình mới đảnh lễ các vị Bồ Tát đông nhiều, đều là những vị thanh tịnh. Cho nên mình mới đọc Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thì Thanh Tịnh Đại Hải không phải là tên của một người, mà là vì các vị Bồ Tát đông nhiều và vị nào cũng rất thanh tịnh, cho nên con xin đảnh lễ hết. Cho nên trong cái truyền thống Phật giáo Việt Nam, mỗi khi tụng kinh trước khi khóa lễ là chúng ta đảnh lễ. Đảnh lễ, đảnh lễ như vậy ba lễ rồi bắt đầu vào cái thời kinh. Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật dưới gốc cây tên là cây Long Hoa, và Ngài thuyết pháp ba hội. Cho nên thường chúng ta hay phát nguyện Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, tức là con xin nguyện sẽ được dự vào một cái hội nào của Phật Di Lặc sẽ thuyết pháp trong tương lai. Pháp Hòa nghe kể là Ngài Huyền Trang á, khi mà đi qua Ấn Độ á, đến cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, ở thành Câu Thi Na đó, bây giờ chúng ta gọi là Kushinaga đó. Khi đến đó thì Ngài Huyền Trang thốt lên một câu như thế này: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, khả lân mẫn giả tội trọng phước khinh. À, có chỗ để là áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Thì bốn cái câu đó nghĩa là khi Phật còn ở đời thì con đang bị trầm luân, là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, là nay con được làm thân người thì Phật đại là mất rồi, tịch diệt rồi. Buồn thương, tức là áo não thử thân, buồn thương cho thân phận của con nhiều nghiệp chướng. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, tức là không thấy được cái thân tướng sắc vàng của Như Lai. Vậy cho nên vì mình ân hận là mình không được dự vào cái pháp hội của Phật Thích Ca, cho nên giờ mình còn cơ hội.
ráng tu để giữ được cái hội gì? Cái hội Long Hoa của Phật Di Lặc. Cho nên mình nguyện một câu: Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng. Và ngày xưa có cái câu mà tán thán Phật bảo như thế này: Phật bảo sáng vô cùng đã từng vô lượng kiếp thành công, Đoan Nghiêm Thiền tọa giữa non sông sáng rực đỉnh linh phong, trên trán phóng hào quang rực rỡ chiếu soi mọi nẻo hôn mông, Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng tiếp nối pháp chánh tông. Bây giờ ba hội mà mỗi một hội mà Phật thuyết pháp đó, độ được vô lượng vô số người. Thì trong trong sách có ghi như thế này: ai muốn giữ ba cái hội này cũng có điều kiện đó. Nếu mà là tăng ni muốn giữ cái hội thứ nhất thì phải giữ giới tu hành nghiêm túc để giữ được hội thứ nhất của Di Lặc Phật. Còn nếu mà là cư sĩ Phật tử thì phải giữ gìn năm giới, thọ bát quan trai giới, thì thọ những cái giới đó để tu tập, để giữ được cái hội thứ nhì của Phật Di Lặc. Còn nếu như người nào không có quy y Tam Bảo, dù không quy y Tam Bảo nhưng có niềm tin với Phật Pháp, tức là chưa có cơ hội để quy y, nhưng mà biết tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tu hành nghiêm chỉnh, thiện lành đầy đủ, thì giữ được hội thứ ba của Long Hoa hội. Rồi bây giờ nhiều người người ta nói ráng tu để dự hội Long Hoa, mà người ta nói đâu sắp tới đây nè, chắc khoảng 2015-16 gì đó. Bây giờ quảng cáo, cho quý vị nhớ là quảng cáo của quý vị, không phải. Khi nào chúng sanh không còn biết Phật Pháp thì chừng đó Phật mới ra đời. Tức là hai vị Phật không cùng làm một việc, tự nhiên bây giờ người ta đang biết rồi thì mình nói chi. Cho nên cái trường hợp Phật Di Lặc ra đời còn lâu lắm. Nhưng chính nhờ lâu như vậy đó, cho nên mình mới có cơ hội mình tu. Mà nếu mà từ đây tới cuối năm biết tu kịp không? Nếu mà hội Long Hoa cuối năm này biết tu kịp không? Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, tức là ba cái hội thuyết pháp của Phật, ít nhất mình cũng được dự một hội trong đó. Thì Pháp Hòa nói vậy thì, và đại chúng thấy là bây giờ muốn dự được cái hội đó đó thì chúng ta bắt đầu mới quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, giữ năm giới. Tại sao mình quy y Phật? Bởi vì mình tôn kính Phật là một vị thầy, một bậc giác ngộ sáng suốt, đã đem cả cuộc đời của Ngài tu hành để tìm ra con đường thoát khổ, giải khổ cho mình. Cho nên mình kính Phật, mình xin nương tựa Phật. Chữ quy y nghĩa là gì? Nghĩa là nương tựa, quay về nương tựa. Quy là quay về, y là nương tựa. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ á, mình phải có cái nhà để quay về, mình phải có người thân để nương tựa, thì một người Phật tử trở về chùa tức là mình quay về chùa, nương tựa Tam Bảo, nương tựa Phật là bậc thầy. Bây giờ nương tựa thầy rồi phải làm gì nữa? Phải nghe theo lời dạy của thầy, đó là nương tựa Pháp. Chữ Pháp này là gì? Là phương pháp, là con đường, gọi là Phật Pháp. Ở thế gian thì cũng có nhiều Pháp lắm, mà nếu mà chúng ta không biết nương tựa Phật Pháp mà đi nương tựa những cái Pháp không phải là Phật Pháp thì nguy hiểm lắm. Thí dụ như người ta nói tôi thấy anh lúc này tướng tá của bộ tối tâm, mặt mày có tối quá, thôi theo tôi đi, tôi dẫn tới chỗ này cho nó sáng rồi lên. Mình đi theo người ta đánh bài hay là làm những cái việc gì không đúng đó, thì chẳng những bây giờ nó tối mặt tối mày mà tối tâm luôn. Thành thử ra mình phải biết cái pháp nào mình đương, cho nên gọi là Phật Pháp. Thì có nhiều vị sẽ nói rằng bà thôi bây giờ quy hai cái này tôi chịu á, Phật Pháp tôi chịu nhưng mà Tăng tôi không chịu. Tại vì Tăng là thầy kia, thấy nhỏ tuổi hơn con tôi nữa, bắt tôi quy với thầy đâu có được. Xin thưa đại chúng đừng có lầm cái chữ Tăng như vậy. Một vị thầy nào mà đứng ra làm lễ cho mình đó,
chỉ là đại diện cho đoàn thể của tăng. Bởi vì chữ tăng không phải là một người. Thí dụ một mình Pháp Hòa không có dám xưng tăng, tại vì đâu có đủ tư cách. Làm thế nào mới đủ tư cách một vị tăng? Phải bốn vị tỳ kheo. Bởi vì tăng là một đoàn thể chứ không phải một cá nhân. Mà nếu mình nói đó là tôi chỉ là một người ở trong đó. Cho nên thưa đại chúng, một vị mà xuất gia đó là sa di á, chưa được gọi là tăng. Phải thọ tỳ kheo rồi mới được gọi là tăng. Một vị sa di giữ 10 giới, dù ở trong cái giới sa di đó 20 năm thì chỉ mới dự vào cái thành phần xuất gia thôi, chứ chưa được làm thành phần của tăng. Không có đủ. Tại sao? Tại vì giới pháp chưa đủ để dự vào tăng, để vào quyết biểu quyết những cái công việc quan trọng của tăng. Cho nên sa di á, không có đi an cư cũng không có tính tuổi đạo. Nếu mà có tính là tính tuổi đi tu, đi xuất gia được mấy năm, chứ còn gọi là tuổi nhập hạ chưa có. Bởi vì phải là tỳ kheo trở lên bắt đầu mới tính một hạ. Vậy thì khi mà chúng ta quy y tăng á, là chúng ta biết rằng chúng ta nương tựa vào đoàn thể của những người xuất gia. Tại sao? Tại những vị này, những người xuất gia này á, không có giống mình. Tức là cuộc đời không có ràng buộc chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện vợ con, chuyện làm ăn, để đầu tư vào cái chuyện học Phật Pháp, gần gũi Phật Pháp. Nhưng mà bây giờ mình đó, cách Phật thì quá xa, giáo Pháp thì thâm sâu. Mà nếu như Phật mình không được gần mà giáo Pháp thì thâm sâu mà không ai giảng giải, thì làm sao mình có thể hiểu được nghĩa Phật Pháp mà mình tu? Cho nên mình nương tựa vào đoàn thể của tăng, cũng giống như mình nương tựa vào những người thầy hiện tiền ở thế gian này, những người học Phật, tu Phật và đem cái lời Phật đó giảng diễn lại cho mình, để cùng nương tựa với nhau tu. Cho nên mình gọi một vị tăng hay là chư tăng là thầy, đó là thầy ở tại thế gian này học hiểu rồi truyền đạt cho mình. Cho nên nó tăng á, mà hiện tại đời này chúng ta gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Bên cạnh đó chúng ta đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài La Hầu La, đó là xuất thế gian tăng bảo. Tăng nó có ba bậc: thế gian trụ trì tăng bảo, xuất thế gian tăng bảo. Và sâu sắc hơn nữa là đồng thể, có nghĩa là chư tăng sống hòa hợp thanh tịnh, chúng ta cũng có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh. Bởi vì tăng, bản chất của tăng là gì? Là phải hòa thuận thanh tịnh. Vì vậy cho nên á, ở trong giới, trong giới đệ tử Phật á, có hai phần: tại gia với xuất gia. Người xuất gia thì không có ràng buộc chuyện thế gian, rồi đem thời gian của mình phụng sự cho tam bảo Phật Pháp. Nhưng mà người cư sĩ tại gia đó cũng đóng góp một phần rất lớn vào cái công việc phụ trợ cho chư tăng trong vấn đề truyền bá Phật Pháp. Tức là chư tăng truyền bá Phật Pháp, nhưng mà phải có được cái sự hỗ trợ của cư sĩ. Tại vì có những việc người xuất gia làm không được mà người cư sĩ làm được. Cho nên chúng ta thường có câu như thế này: Phật Pháp trường tồn do chư tăng hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Cái sự trường tồn vĩnh cửu của Phật Pháp ở thế gian này là nhờ vào cái sự truyền bá của chư tăng. Còn ngôi chùa mà nó có hưng thịnh hay không là do ai? Do cư sĩ Phật tử phát tâm hộ trì. Cho nên giữa cư sĩ và tu sĩ có một sự liên hệ mật thiết quan trọng, hòa hợp với nhau để mà đẩy
cái bánh xe chánh pháp lan rộng và lan xa. Không à, ví dụ như bây giờ có những thầy chuyên đi giảng kinh thuyết pháp, chúng ta gọi là giảng sư hay là pháp sư. Có những thầy chuyên môn lo cho Phật tử chuyện quan hôn, tang tế, đám tang, đám cúng, thì vị đó gọi là kinh sư. Rồi có những thầy ở trong trường, mở lớp để dạy, có lớp lan, có cho Phật tử, có từng bậc gọi là giáo thọ sư. Cho nên mỗi một thầy, mỗi một hạnh nguyện. Mỗi thầy, mỗi hạnh nguyện. Thì thưa đại chúng, nếu mà quý vị nhìn kỹ thì hằng ngày các vị cư sĩ đã hỗ trợ cho chư tăng bằng cách nào? Cư sĩ tại gia hỗ trợ chư tăng qua bốn cách. Một là cúng dường chỗ ở. Hai là cúng dường thức ăn. Ba là cúng dường thực phẩm. Bốn là cúng dường thuốc men. Là quý vị kiểm coi có phải không? Cái này chúng ta gọi là tứ sự cúng dường. Người cư sĩ cúng chư tăng cúng gì? Cúng bốn, có bốn loại để có thể cúng được. Thí dụ mỗi lần Pháp Hòa bay về Regina sẽ có một gia đình Phật tử phát tâm cúng dường chỗ ở. Rồi mấy ngày nay Pháp Hòa bệnh, cái có người nấu cháo lên cho ăn là cúng dường thực phẩm. Rồi Pháp Hòa bệnh, cái chú Nguyên Thạnh đem ống giác lên, rồi người này đem thuốc lên là cúng dường thuốc men. Rồi thấy lâu lâu thấy mình không đủ áo lạnh thì mua thêm cho cái áo lạnh, cái khăn, cái nón gì thì cúng dường y phục. Thì người cư sĩ Phật tử trợ cho chư tăng trong đời sống để chư tăng yên tâm, không phải lo cái việc cơm ăn áo mặc, để đem hết tâm tư vào cái việc phụng sự cho Phật Pháp. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ người tu sĩ thọ nhận của chư tăng và phải đối lại với Phật tử làm sao? Trong kinh Phật dạy có 5 điều mà chư tăng phải đối lại với Phật tử để làm gì? Để biểu lộ sự biết ơn, sự đền ơn cho người cư sĩ Phật tử. Điều thứ nhất là phải khuyến khích, hướng dẫn người cư sĩ Phật tử đó sống có tăng thượng giới. Tức là sao? Phải khuyến khích quy y, thọ giới. Cho nên thí dụ như là cư sĩ Phật tử ai phát tâm tu quy y đó, đôi khi Pháp Hòa cũng không có chờ. Tại vì Pháp Hòa nghĩ cái duyên đã đến mà người ta phát cái tâm được, người ta tu mình làm, có đôi khi hơi cực. Có nhiều khi mình nói tôi quy y 5-3 lần thôi, phải đợi thiệt đông tôi làm lần luôn. Thành thử ra có nhiều khi cái người đó không có cơ hội. Nhiều khi một á, cái tâm người ta phát lúc đó, qua cái chuông cái tâm hết phát. Đó là mình nói một cách nha. Rồi có nhiều khi gì nữa, người ta đang phát tâm, người ta muốn quy y, cái mình nói thôi chờ đi, cái xin lỗi, cuộc đời vô thường sao mình nói được. Lỡ người đó ra đi cái mình không có cơ hội quy y. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay nhận quy y mà kiểu mà không có phải quy y sĩ mà quy lẻ không à? Tức là ai xin quy y lúc nào mà thuận tiện giờ nhất mà có được Pháp Hòa đều nhận làm. Tại vì cái tâm Pháp Hòa nghĩ là cái giây phút đó người Phật tử đó muốn tu mà mình từ chối thì không nỡ. Cho nên ai muốn quy y và muốn tu học là mình đều trợ duyên hết. Vậy thì để cho người Phật tử đó, quý vị biết cái tâm mà người ta, con người của mình nó dễ, cái tâm nó dễ thay đổi lắm. Xin lỗi, nhiều lúc đi đám tang nha, thấy cái đám xong cái về cái thôi giờ tôi hết ham gì rồi ơi, thôi giờ tu đi ha. Nói rất là ngon lành nhưng mà đâu chừng tháng sau xong xuôi hết rồi bắt đầu khỏe mạnh rồi lên rồi ha, cái bắt đầu đi chơi, cái đi không đi uổng. Mình nói ví dụ vậy đó, tức là cái tâm của mình thấy cảnh khổ thì mình cũng phát tâm mình tu.
Nhưng mà xong rồi là cái tâm bình thường phàm phu thế gian mình nó trở lại. Cho nên á, khi mình một vị tăng mà thấy một người cư sĩ Phật tử người ta phát tâm người ta tu là mình phải phải sao? Phải khuyến khích. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, này các thầy tỳ kheo, có năm điều mà các thầy cần phải thực hiện để nói lên tấm lòng từ mẫn đối với cư sĩ Phật tử. Thứ nhất là các thầy phải luôn luôn khuyến khích Phật tử phát tâm tu học. Nhiều khi mình phải khuyến khích, mình nhiều khi mình phải khải phát. Điều thứ hai là mình phải sống có chánh niệm, hay nói một cách khác là sống mẫu mực để làm gương. Ví dụ như là các vị cư sĩ mà mình hướng dẫn người ta là nói chuyện phải có ái ngữ, mà mình nói lời thô thì làm sao người đó người ta học hỏi được cái gì với mình? Hoặc là mình mới quý vị Phật dạy mình nó nói cái gì phải uốn lưỡi 3 lần 7 lượt, suy nghĩ cho kỹ lời nói của mình, mà người mình xuất gia mà đụng đâu nói đó thì đâu có được, phải không? Mà nhiều khi cư sĩ mà người ta nói thô mình nghe cũng được, thì huống chi mình là người tu sĩ mình nói lời thô, phải không? Cho nên người tu sĩ thì không nên nói những lời thô. Nhiều khi cái người cư sĩ mình nghe nói mình thấy thô, mình còn kiếm cách mình khuyên giải. Cho nên mình phải sống có mẫu mực để làm cái gương, cái uy nghi, cái phép tắc cho người cư sĩ họ nương vào đó. Và đặc biệt là thí dụ một cái vị xuất gia rồi, mình hồi xưa mình chưa xuất gia thì mình sao? Có thể người ta cũng có thể châm chước. Thưa đại chúng, mà đừng có nói chi là người xuất gia, một cái vị nào mà người ta có tiếng tăm ở trong cái vùng đó, xưa nay là người đạo đức, một cái người lớn tuổi, một người trưởng thượng coi, lúc nào lời nói cái vị đó cũng phải cẩn thận, tại lời nói họ có giá trị. Cho nên người ta không có hành xử thô tháo. Cho nên quý vị thấy, thí dụ như nơi cư sĩ Phật tử mình còn khuyên người ta bớt uống thuốc, bớt hút thuốc, mà một người tu sĩ mà cầm điếu thuốc mà phì phà rồi tréo chân rồi ngồi uống cà phê rồi hút thuốc đồ với người như người đời thì coi đâu có được. Cho người tu sĩ không có những cái hình ảnh đó. Điều thứ nhất là khuyên Phật tử tu trụ giới. Thứ hai là gì? Sống mẫu mực làm gương. Và điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là phải an ủi động viên khi gia đình đó có chuyện. Khi gia đình đó người ta hữu sự, mình quan tâm. Xưa thưa đại chúng á, nó có hai loại quan tâm. Ví dụ như mình quan tâm á, là tại vì mình kiếm được chút lợi lộc gì từ cái sự quan tâm đó của mình, thì cái đó không đúng. Mà mình phải biết rằng trong suốt thời gian vừa qua, người cư sĩ đã luôn luôn nhẹ nhàng tuần tử hỗ trợ cho mình, thì đây là cái giờ phút mà chúng ta người ta cần đến mình. Có một lần á, Pháp Hòa đọc một cái bài giảng của Hòa Thượng Tinh Vân ở bên Đài Loan á, thì cái bài giảng đó Hòa Thượng nói có một lần tôi đến thăm một ngôi chùa của đệ tử tôi. Tôi thấy các vị cư sĩ mà nòng cốt của ngày xưa sao không còn. Tôi mới hỏi các thầy chứ, ủa lúc này sao tôi không thấy các vị đó? Thì các thầy mới trả lời là tại các vị đó bận. Cái thì tôi mới nói không phải các vị đó bận đâu, mà tại các thầy thiếu hương quả cho cư sĩ. Tại vì người theo người Trung Hoa đó, khi mà người ta đến đây mà người ta cúng dường, người ta bỏ một thùng cúng dường, hay người ta đem gạo, dầu đồ vô người ta cúng á, thì cái từ của người Trung Hoa thường dùng là hương dầu. Sượng hương dầu, tức là hương dầu. Người ta không có vô, người ta nói dạ con xin cúng dường Tam Bảo, người ta không có dùng mấy cái từ Phật Pháp chuyên môn vậy. Người ta dùng một cái từ phổ thông mà ai cũng dùng hết.
người tu hay là Phật tử hay là không Phật tử gì cũng nói một câu đó thôi, đem vô cái gửi, nói tôi xin gửi hương dầu, sợn hương dầu đó, cái hương dầu. Thì hòa thượng mới nói tại các thầy thiếu thiếu hương dầu cho Phật tử. Thì các thầy mới ngạc nhiên, nói ủa cái tưởng cái chuyện hương dầu là tưởng cư sĩ thôi chứ. Hòa thượng nói các thầy không hiểu ý tôi, ngày thường á người ta đem tiền của vô đây người ta hương dầu cho chùa, mà các thầy cứ lơ là với người ta, không quan tâm an ủi cho người ta, thì các thầy không có hương dầu cho cư sĩ. Cho nên hương dầu cho cư sĩ có nghĩa là sự quan tâm của một người xuất gia đối với người cư sĩ Phật tử. Cho nên khi mình hay người ta bệnh, mình cũng gọi phone mình thăm. Nếu mình tới được thì mình tới, còn tới không được mình phone thăm. Hay là mình viết thư mình thăm vân vân, tức là bằng cách nào đó mình có sự quan tâm đối với Phật tử. Nhưng mà đôi khi công việc của mình nó nhiều quá mình không đủ, cái lâu lâu mình quên mà hãy nhớ thì mình phải quan tâm, mình hỏi thăm khi người ta hữu sự. Và bằng chứng là quý vị thấy là mỗi lần về đây ngồi ăn cơm mà Pháp Hòa nhìn xuống và thấy thiếu một vị nào thì Pháp Hòa hỏi thăm là ủa sao kỳ này không thấy vị đó. À, rồi thì 2 lần 3 lần mà về vẫn không thấy, Pháp Hòa cũng hỏi tiếp, à sao không thấy vị đó. Tức là tại vì ngôi chùa của mình thì Phật tử nồng cốt thì tới lui nhiêu đây người, mà lần nào mình về đây thì cũng gặp, mà khi không gặp là mình hỏi thăm đó. Hoặc là thí dụ như mỗi một lần mà một vị khác phone tới thì Pháp Hòa nói chuyện xong hỏi là nhớ gặp Phật tử bên đó cho Pháp Hòa kính lời thăm hết. Tại có nhiều khi mình không gặp nhưng mà những vị đó đã từng gặp mình, bây giờ mình không có cơ hội mình hỏi thăm thì nhờ các vị này truyền đạt lời hỏi thăm đến cho mình. Thì cái điều thứ ba đó là quan tâm an ủi cũng là một việc, cũng là để biểu lộ cái sự biết ơn của mình đối với cư sĩ, và người ta rất là vui. Điều thứ tư là gì? Điều thứ tư có nghĩa là mình đi thăm bệnh, biết người ta bệnh hay là người ta có người thân mất, mình tới mình giúp. Thưa đại chúng, là sau cái Tết không có mấy ngày thì có một cái cú phone từ bệnh viện đại học gọi vô chùa. Gia đình này thì người Hoa không biết tiếng Việt, vì bà đang bệnh sắp mất, thì người hai người con trai mới nói với cái cô mà làm ở trong bệnh viện đó, là tôi biết mẹ tôi là đạo Phật, thì không biết là bà có biết ai đạo Phật để nhờ vô tụng kinh giùm mẹ tôi không. Thì tên của chùa mình nằm ở trong cái danh sách của bệnh viện đó, cho nên họ gọi tới. Thì Pháp Hòa chạy vô với mấy cô mấy chú vô tụng, cái thì tụng xong rồi cái thì lúc mà sắp sửa đi á, thì gia chủ nói là bác sĩ nói mẹ tôi còn khoảng 1 tiếng nữa chết à, cho mình đi. Đi tụng xong rồi ngày hôm sau nó phone tới nữa, nó nói 1 tiếng nữa chết, mà rốt cuộc nó bị kéo dài 1 tuần lễ luôn, cứ 1 tiếng nữa 1 tiếng nữa mà 1 tuần lễ mà ngày nào cũng phải đi, chắc 1 tiếng này ở cõi trời 1 tiếng cõi trời là bằng dưới dương gian mình ngày sao. Thưa đại chúng, là nếu như á mà mình không có cái tấm lòng lân mẫn, mình nói cái bà này đâu có đi chùa tôi, đâu có hương dầu gì cho tôi đâu giờ biết không, bất cứ lúc nào mà người ta cần tới mình, dù người đó là đi chùa mình hay không đi chùa mình, hay là bất cứ một cái ngôn ngữ nào, Pháp Hòa đã từng đi vô tụng cho người Nhật, tụng cho người Miên, tụng cho người Lào, tụng cho người Thái, tụng cho người người Trung Quốc, người Đại Hàn đều có hết. Rồi cuối cùng quý vị biết đó, là bà cứ thở hoài mà mấy chú cứ vô niệm Phật hoài mà bà không đi mà mình sắp đi. Cái thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó mình phải vô mình tụng sám hối cho bà. Thì Pháp Hòa mới rủ mấy chú vô tụng thủy sám 3 ngày liên tiếp. Thì quý vị biết tụng thủy sám 3 ngày, đến cái ngày Pháp Hòa đi,
Mỹ thứ năm tuần rồi là ngày cuối, Pháp Hòa không đi được thì Pháp Hòa dặn mấy chú ở nhà là nhớ là phải vô tụng cái quyển thứ ba cho bà. Tụng xong rồi bà mới mất hôm bữa thứ bảy. Tức là ba thời sám hối. Mà Pháp Hòa dặn là phải nguyện là tất cả những oan gia trái chủ nghiệp chướng nhiều đời của bà, xin nhờ công đức sám hối này mà giải trừ cho bà sanh thuận tử an. Pháp Hòa dặn kỹ như vậy, phải nguyện đúng như vậy. Tụng đúng ba thời sám hối bà đi. Mấy chú mới nhắn tin đó, thầy về thầy lo đám cho bà đó. Rồi bà cụ đó, mà mấy cái tuần ngày đó là Pháp Hòa bệnh mà không có cơ hội nghỉ ngơi gì hết, cứ nhà thương nhà hoàng, nhà thương nhà hoàng đi liên tục vậy. Rồi thì sáng hôm đó sắp sửa đi 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 tụng kinh đám tang cho một cái gia đình khác, thì một cú điện thoại gọi vô: má thầy ơi, mẹ con yếu lắm rồi, 98 tuổi. Thì bà là một Phật tử thuần thành ngày xưa của chùa, mà mấy năm nay già yếu rồi thì vô trong nhà già ở. Nghe xong rồi nói được rồi, tại sáng nay Pháp Hòa có cái đám tang, sau khi đám tang về Pháp Hòa sẽ lên liền. Thì sau khi đám tang về thì Pháp Hòa với thầy viện chủ với vài bác nó vô thăm. Thì quý vị biết năm nay bà cụ 98 tuổi, nằm trên giường bệnh mà Pháp Hòa vừa bước vô, người con gái nắm tay: má 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 nhìn qua coi ai vô nè. Thì bà ngước qua, bà nhìn cái bà chắp tay, bà nói: thầy Pháp Hòa. Tại vì khi mà còn khỏe đi chùa đó, cái hình ảnh tên của quý thầy nó nằm ở trong cái tâm thức rồi. Bây giờ già là vẫn nhớ. Say qua gọi tên đúng ngay pháp danh thầy viện chủ. Rồi mấy bác tới là biết hết. Mà mỗi một câu quý thầy nói là A-di-đà Phật, mô Phật. Cứ A-di-đà Phật với mô Phật không, không nói gì hết. Pháp Hòa kê sát tay, Pháp Hòa nói: đâu bây giờ bác thử tụng kinh với Pháp Hòa nha. A-di-đà Phật thân kim sắc. Bà tiếp theo câu liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tụng hết một bài tán Phật Di Đà. Xong bà thử tiếp mấy bài hồi hướng, tụng ào ào hết. Thì thầy viện chủ mới nói: đây là cái công đức, đây là cái thành quả mà của một người khi còn khỏe mạnh, không nghĩ lo gì hết, chỉ chuyên tâm tu Phật. Quý vị biết bà cụ tu mà đến tuổi 80 mấy mà vẫn còn lại vạn Phật nha. Một ngày 300 lại, sáng trưa chiều mỗi ngày 3 thời. Sáng 100 lại, trưa 100 lại, chiều 100 lại. Tụng kinh rất siêng năng. Ăn chay trường từ năm 20 mấy tuổi. Khi chồng mất 20 mấy tuổi, ở vậy và ăn chay trường cho tới bây giờ là 98 tuổi. Ba lần mổ, mổ cắt lá lách, cắt thận, cắt mật gì không biết nữa. Mà người con rể vô năn nỉ: má ơi, bây giờ á, má giải phẫu má rất là yếu, má phải ăn mặn, má phải uống nước thịt thì má mới khỏe được. Bà nói: uống nước thịt mà hết bệnh rồi uống, mà uống còn bệnh thôi để má ăn chay. Nhất khoát không ngã mặn là không ngã mặn. Vậy mà bây giờ 98 tuổi mà vẫn còn minh mẫn bình thường. Chỉ có điều là cơ thể như một chiếc xe cũ mục, không còn xăng nhớt thì đi thôi, chứ không bệnh hoạn gì hết. Không bệnh hoạn, người sạch sẽ vô cùng. Bởi vì người con chăm sóc bà rất kỹ, chăm sóc rất kỹ. Vô cái phòng ở trước có Đức Quan Âm để hoa cho bà. Rồi á, cái ngày hôm qua trước khi bà vô hỏi: má, má có muốn con gọi thầy Pháp Hòa vô không? Thôi đừng làm phiền thầy. Nhưng mà hỏi câu thứ hai: má muốn con mở băng thầy tụng không? Gật đầu, nghe tiếng thầy tụng nhưng mà không muốn gọi thầy, sợ phiền thầy. Đến sáng hôm sau cô thấy yếu quá, cô mới cho Pháp Hòa hay để Hòa chạy vô. Rồi chạy vô rồi tụng kinh rồi về lo cái đám buổi chiều. Xong rồi về tụng sám hối, tụng giới cho Phật tử hàng tháng ở chùa. Lát nữa cái có một cái gia đình người Đài Loan chạy lên: thầy ơi, em tôi nó cho người ta mướn nhà, mà tối hôm qua người ta treo cổ, người ta tự giận trong nhà nó, rồi giờ phải nhờ thầy lên giúp. Trước khi đi Mỹ, sáng thứ năm bay đi Mỹ mà 9, 10 giờ đêm ngày thứ tư, gia đình còn lên rước Pháp Hòa lên nhà. Bốn cô độc thân mướn cái nhà ở với nhau.
Rồi thì có một cái trong đó có một em da đỏ 21 tuổi, không biết nó buồn chuyện gì đó, rồi đêm đó nó xuống lầu basement nó treo cổ, nó tự vẫn, nó chết. Sáng 7 giờ sáng mấy cô này nghe con mèo nó kêu meo meo ở dưới, nó đói bụng, mấy chị em rủ nhau xuống lầu cho con mèo ăn. Xuống thấy cô này toàn ten ngay đó. Trời ơi, nó tá hỏa tâm tinh. Nó phone lên chùa, nó nói giờ thầy làm ơn thầy lên thầy giúp giùm. Phong Hòa làm gì giờ? Nhưng mà khi đó là người ta đang cần mình. Người ta cần mình. Mình đâu phải thầy bùa thầy phép gì đâu. Nhưng mà sự có mặt của mình tụng cho người ta một thời kinh. Trời ơi, Pháp Hòa lên nhà, Hòa thấy nó giáng Phật từ cửa, nó giáng xuống lầu. Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng gì, nó có bao nhiêu, nó đem nó giáng đầy hết trong nhà đó. Rồi nó lấy kinh đó, kinh tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Anh gì, nó trấn hết các cửa sổ, cửa cửa. Rồi máy niệm Phật lớn nhỏ gì, nó mở ốm tối trong nhà đó hết. Pháp Hòa biểu mấy đứa chuẩn bị ít thức ăn rồi cúng, rồi Pháp Hòa cúng tụng tụng kinh thì xong rồi Pháp Hòa khai thị bằng tiếng Việt, khai thị bằng tiếng Anh, rồi tụng rồi xong Pháp Hòa nói làm chi, để cho bốn cái cô người Đài Loan này an tâm. Thật sự ra độ người mất chưa thì mình không biết, nhưng mà ít nhất mình độ được bốn cái cô này để cho được cổ bớt khủng hoảng nè. Mà nó mà khủng hoảng nửa đêm nó kiếm mình cũng mệt. Là mấy cô mới nói mà giờ này khuya quá mà thầy đâu, nói bây giờ không đi khuya nó kiếm mình còn mệt rồi đi. Thì Pháp Hòa đi. Rồi quý vị biết không, sáng ngày hôm sau thứ năm, đúng ra cuối tuần này là hẹn đi về Hải Đức đúng không, theo lịch trình. Thì trước đó thì có một gia đình liên lạc qua là mẹ con mất hồi tháng 1, mà theo di chúc là đến khi mẹ con mất, mẹ con rất muốn có sự hiện diện của thầy. Nhưng khi mẹ mất thì chúng con không kiếm thầy được. Bây giờ 49 ngày rất mong thầy quang chiên. Thì Pháp Hòa mới liên lạc với chú Nguyên Thạnh, cô Diệu Tuấn làm sao sắp xếp vé máy bay để Pháp Hòa qua bên đó dự cái đám cúng cho bà. Dự cúng cho bà ngày trưa thứ sáu. Thì tối thứ bảy, nhân lúc Pháp Hòa còn ở đó, Phật tử tập hợp về để nghe thời Pháp. Thì Pháp Hòa mới nói đó là cái nhân duyên của bà tạo để chúng ta có được một cái buổi nói Pháp ngày thứ sáu, tức là hôm kia. Rồi ngày hôm qua Pháp Hòa mới bay về đây. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy là một ngày á, đôi khi mình không có một thời gian nào trống. Việc này việc khác cứ liên tục mà tới. Tại sao như vậy? Mình có quyền đóng cửa, dán miễn tiếp khách thì tôi đang tịnh tu gì mình muốn nói gì cũng được. Nhưng mà nó không có đúng cái tâm nguyện của người tu. Tâm nguyện của người tu là mình á, trước là mình cầu cái giáo pháp của Phật, sau là mình rộng độ cho người. Mà rộng độ cho người mà cái câu đó mình phát nguyện á, thượng hoằng Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Mà bây giờ người ta đến với mình mà mình vì một lý do nào mình từ chối thì không đúng. Trừ trường hợp mình bệnh hoạn quá sức, cái là cái gì nó không thể thay đổi được. Chứ còn giây phút nào mà sắp xếp được, khoáng chuyển được, mà xen kẽ được là mình đều thực hiện hết. Đều thực hiện hết. Mà trên đường đi khắp mọi nơi, Pháp Hòa không bao giờ đặt cái chuyện đi chơi là chính. Ví dụ người ta nói, ồ thầy qua đây giảng rồi giờ ngày hôm đó thầy ở lại thì đưa thầy đi đây đi kia chơi. Mà nó cứ để đó, hãy trống đi. Mà qua tới đó là người ta cần này cần kia là chuyện đi chơi cất lại. Cái việc này mới chính. Đó. Thì Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng dù á, nếu quý vị có thấy một vị thầy nào bôn ba thì mình cũng đừng có phiền hà gì hết. Mà cái bôn ba đó là đúng theo lời Đức Phật dạy. Người tu, người cư sĩ đã nuôi tăng bằng cơm ăn, thuốc uống, nhà ở, áo quần, thì người tu sĩ phải đền ơn lại cho cư sĩ bằng cách là khuyến tấn người ta học tu, sống mẫu mực cho người ta nương theo, an ủi khi người gia đình người ta hữu sự,
và có mặt cho người ta khi người ta hoang hôn tan tế. Như hồi nãy, hồi sáng này, trong khi cạo gió thì một Phật tử ở xa gọi: em của chú mới vừa bị tai nạn xe cộ mất, mới sáng này thôi, 5 giờ sáng lái xe đi làm, bánh xe bể nửa đường. Chú bước ra sau cốp xe định thay cái bánh xe, vừa đứng ra sau cốp thì xe ở đằng sau nó sắn tới. Rồi chú mới nói là bây giờ gia đình rất muốn Pháp Hòa qua dự cái đám tang cuối tuần tới đây. Rồi thứ bảy cuối tuần này là ở chùa có bác quan trai nữa, nhưng mà mình sắp xếp được. Thì Hòa thưa như vậy để đại chúng biết, và những gì mà quý thầy có làm thì thứ nhất là đúng với cái bản nguyện của mình. Cho nên á, tại sao chúng ta có Bồ Tát Địa Tạng? Tại vì Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho cái nguyện lớn. Cho nên mình mới gọi là gọi là giáo chủ bổn tôn. Bổn tôn là cái gì quý? Cái bản tâm của mình, mà tâm trong sáng của mình là quý nhất. Cho nên Đức Quan Âm ngồi bên tượng trưng cho từ bi, hạnh nguyện cứu khổ. Đức Địa Tạng ngồi kế bên đó, giống như chùa Hải Đức mình thờ vậy đó, Quan Âm Địa Tạng vậy đó. Quan Âm là từ bi cứu khổ, Địa Tạng là nguyện lực thâm sâu. Mà nếu nguyện không sâu thì hạnh không có vững. Cho nên điều thứ tư là phải có mặt giúp đỡ an ủi. Cũng trong tuần rồi, một em Phật tử 36 tuổi mất. Rồi là thầy viện chủ nửa đêm với mấy chú lúc Pháp Hòa đi bên Mỹ thì cũng phải chạy xuống giúp cho gia đình đó. Rồi tuần rồi Pháp Hòa ở Kelowna, mấy Phật tử ở dưới Kelowna mới vừa mua được cái nhà thờ cũ của City ở dưới đó, bây giờ chuẩn bị làm chùa ở dưới đó, Pháp Hòa phải chạy xuống. Rồi chủ nhật tới đây nè, là phải lo cho Phật tử Aredia nè, lễ cầu an đầu năm, cho lần đầu tiên một cái khóa lễ Phật giáo được thực hiện tại Red Deer gần Calgary đó. Cho quý vị thấy là thời gian nó không có, hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện kia, nhưng mà vui. Tại sao? Tại vì Phú Hoàng nghĩ từ sáng tới chiều mình bận rộn vô cùng, nhưng mà cái đầu của mình nó không có cái gì nó xa Phật pháp hết đó. Tối ngày bận việc, nhưng mà lúc nào công từ thân và tâm của mình nó đều ở trong cái phạm vi tu hành Phật pháp và công việc của một người tu, không có cái gì nó ra ngoài cái phạm vi đó. Cho nên Pháp Hòa tuy rằng thân thể có mệt, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng cái đó cũng đúng với cái ước nguyện của mình, là mình muốn làm. Chứ thật sự mình không muốn làm thì ai kêu réo mình chi? Mà nếu mình không muốn làm, mình ta có kêu réo mình cũng chẳng làm, mình cũng kiếm cách mình từ chối. Rồi điều thứ năm mà Đức Phật dạy là gì? Điều thứ tư là mình an ủi, khuyến khích người ta, rồi có mặt cho người ta trong hữu sự. Điều thứ tư là, hồi nãy Pháp Hòa xin nói lại, điều thứ nhất là khuyến Phật tử tu hành. Thí dụ như có những Phật tử nói nè: hồi đó tới giờ con nghĩ mình ăn chay đó, mình phải ăn nhiều, thiệt là nhiều mới gọi là tu. Nhưng mà nhờ nghe thầy nói ai chưa ăn nhiều được ăn tháng ngày thôi, phát tâm ăn một tháng một ngày. Rồi thời gian sau cái tăng lên được ngày nữa là 2 ngày. Theo tiếng gọi cái vị Phật tử đó, theo cái lời kêu gọi của Pháp Hòa, mà giờ người ta ăn chay tháng được 4 ngày. Mà bây giờ cũng chẳng cần 30 mùng 1, cứ lựa 4 cái ngày nào thuận lợi trong tháng đó thì mình ăn. Thí dụ như là 4 thứ 7 hay 4 chủ nhật hay 4 thứ 2 chi đó, cứ mỗi ngày cái tuần đó mình ăn. Thì như vậy quý vị thấy rồi, bây giờ có nhiều em Phật tử nó muốn niệm Phật. Pháp Hòa nó bây giờ niệm nhiều cũng được, thôi niệm ít, cho nó sâu chuỗi biểu nó niệm mỗi tối 3 xong. Nói chung á, mình gặp ai mình khuyến người ta tu một ngày, một giờ, một phút, một giây, một buổi nào, một ngày, lúc nào cũng đều là cái quý báu tốt hết. Khuyến tu.
Thứ hai là sống mẫu mực. Thứ ba là gì? An ủi giúp đỡ tinh thần cho Phật tử khi người ta hữu sự. Đặc biệt là lúc nào? Khi người ta bối rối chuyện gia đình. Quý vị biết đó, nhiều lúc mà đi thầy ơi sao vợ chồng con sống với nhau lâu năm muốn có con không có con. Rồi giờ mình làm sao khuyên? Thì chỉ an ủi rồi dạy tụng kinh. Rồi bây giờ có người có con, rồi giờ bác sĩ khám nghiệm ra là con có bệnh. Nhưng mà nếu như á, bệnh thì đã bệnh, nhưng mà nếu mà mình làm cho người mẹ thêm cái buồn khổ thì nó ảnh hưởng đứa con. Cho nên là nó thôi bây giờ yên tâm, từ từ rồi mình bác sĩ họ sẽ giúp cho mình. Nhưng bây giờ trước mắt là thay vì buồn rầu sầu lo thì mình tin tưởng vào Phật Pháp, mình cầu nguyện. Pháp Hòa phải soạn bài kinh, cho nên trong máy Hòa đủ thứ kinh đó. Nào là đến đổi người ta ở cái nhà mới đó, mà bây giờ cất nhà lên ở mới biết là miếng đất đó hồi xưa là cái nghĩa trang, bây giờ sợ quá không biết làm sao. Bây giờ mình phải an, mình an cho lòng cho người ta, gửi cho người ta bài kinh. Nhưng mà nếu bài kinh mà người ta không biết khấn, phải ngồi soạn cái lời khấn cầu nguyện để cho người ta đúng cái trường hợp đó. Cũng giống như là quý vị nấu ăn vậy đó. Quý vị biết mỗi người ăn cái khẩu vị nào, thích cái mùi rau gì thì mình phải làm đúng cái mùi rau. Cho nên nếu mà mình á, cái người nấu ăn cũng vậy. Nếu thật sự mình nấu ăn mà mình nấu vì tình thương cho người thực khách á, là mình sẽ nấu bằng tất cả tấm lòng của mình, nấu đúng khẩu vị của người đó muốn. Thì một vị tu sĩ cũng thế. Nếu vì Phật tử mà mình thật tâm mình muốn trợ duyên cho Phật tử thì mình nhiều khi mình chịu cực chút chút vậy. Nhưng mà mình đã đáp ứng được đúng những cái gì mà người cư sĩ Phật tử đó trong khi cầu. Mà xưa nay là trong cái âm thầm là Pháp Hòa cứ làm như vậy. Thế mà đủ duyên gặp ai mà đúng cái hoàn cảnh người ta thì Pháp Hòa khuyến khích người ta tụng bài kinh. Cũng nhiều đó thôi, nhưng mà mình soạn một hai lời để cho người ta có cái điểm tựa, người ta khấn nguyện đúng cái hoàn cảnh người ta. Nói như vậy có nghĩa là tụng kinh là hết, nhưng mà xin thưa là đó là một bài thuốc an tâm. Khi người ta quá là nhiều những cái sợ hãi lo toan, ví dụ vì một người mẹ mà lo cho đứa con quá thì rầu lo khóc lóc hoài thì ảnh hưởng đứa con lớn lắm. Thay vì như vậy thì Pháp Hòa nó thôi để thời gian ra cầu nguyện cho đứa nhỏ, rồi dạy cách niệm Phật, vân vân, để cho người ta có được cái sự bình an trong khi người ta dưỡng thai. Thì biết đâu chừng làm an đứa nhỏ, mà thí dụ đứa nhỏ sinh ra nó không khỏe, nhưng mà nó không đến nỗi để cho người mẹ trong khi mà có mang sầu khổ suốt cả mấy tháng trường. Điều thứ năm, điều thứ ba là mình an ủi rồi. Điều thứ tư là gì? Khi có một vị tu sĩ nào đến cái quốc độ địa phương của mình thì mình luôn luôn hỗ trợ và khuyến khích Phật tử ở địa phương đó phát tâm, trợ duyên với nhau. Chứ mình không có quan niệm là quốc độ này là quốc độ của tôi, địa bàn này địa bàn của tôi, các vị đến địa bàn này là không có được làm gì hết. Dạ thưa không, người tu sĩ cái tâm của mình không phải như vậy. Bởi vì tam bảo là tam bảo của chung. Ví dụ như bây giờ vì Pháp Hòa nghĩ nè, cái tam bảo này là của chung, cho nên bao nhiêu lâu nay Pháp Hòa vẫn về đây để cùng với đại chúng duy trì ngôi tam bảo này. Mà cũng chẳng cần là phải tôi phải là người đứng lo gì hết. Quý vị cứ lo, Pháp Hòa làm được việc gì Pháp Hòa cứ làm. Như vậy thì quý vị hiểu là khi mà chúng ta có một cái vị nào đến quốc độ của mình, nếu không sai chánh pháp, với điều kiện là không sai chánh pháp và trong khả năng mình làm được gì, mình trợ duyên cho vị đó. Rồi điều thứ năm là gì? Khi mà tiếp nhận những vật dụng của tín thí cúng dường thì người tu sĩ đó không được phung phí.
Cho nên ở chùa mình cũng vậy, mặc dù mình là một cái ngôi chùa có ban hộ trì Tam Bảo và Phật tử đem vô cúng dường, thì mỗi thành viên trong này cũng giữ gìn của Tam Bảo đó, cũng giống như một vị trụ trì mà giữ cho ngôi chùa. Mà chính vì ở nơi này là một ngôi chùa cho nên chúng ta cũng càng phải cẩn trọng bảo hộ hơn nữa, bởi như vậy thì mới có xài lâu dài hơn. Còn nếu mà ai cũng không có bảo vệ nó thì làm sao nó tồn tại mà cho đại chúng xài chúng được. Cho nên theo tinh thần, vật dụng của chung thì ai cũng được dùng, nhưng mà dĩ nhiên người ta dùng người ta đâu có phí, người ta dùng đúng mức thôi. Cho mình không có quyền cất làm của riêng. Thí dụ như bây giờ cô Diệu A đó, cổ mua 5 gói tàu hủ kia, cổ cũng dùng chùa của chùa, cổ mua vô đó, cổ để đó cho chùa cúng và nấu ăn. Cái cổ nói cái này của tôi, cái cổ cất riêng, cổ nói để khi nào tới phiên tôi nấu tôi lấy ra tôi nấu, không cho ai dùng hết. Mà trong khi đó ta đang thiếu đây nè, mà nhất định không đưa ra, đó là không có đúng. Đó, của chùa là mọi người đều quyền dùng, mà người ta dùng là ta nấu cho của chung để ăn chung chứ, đâu có cái gì mà mình phải cất làm của riêng. Cho nên thí dụ bây giờ mua cái đó để vô chùa xài hết thì mình thông báo lên để cái ban tri khố lo về ẩm thực vật thực, người ta mua người ta để thêm, không nên cất làm của riêng. Mà thậm chí trong kinh còn nói nếu cái đồ đó người ta đem vô người ta cúng cho chư tăng, trong 10 phương ai cũng được hưởng dùng, mà mình giấu riêng để cho tăng ở trong chùa mình xài không cũng lỗi nữa đó. Tại người ta cúng chung cho 10 phương tăng mà. Quý vị đọc trong Lương Hoàng Sám mà quý vị sẽ thấy rằng những cái nghiệp quả mà do mình tích trữ cất làm của riêng, giấu giếm để làm cho mình, rồi mình bị những cái lỗi lầm gì. Mà thật sự ra quý vị có nhớ có một cái câu chuyện đó. Có một vị thầy tỳ kheo đó được người ta cúng cho cái y mới, thầy chưa kịp đắp thầy chết, mày vì tiếc cái y đó, thay vì mình chết thì mình nói thôi bây giờ mình không đủ duyên đắp cái y đó, mình để lại cho huynh đệ đào đồng tu mình đắp cũng vui, không cứ tiếc rẻ cái y đó, không được đắp cái y đó, vậy mà chết thành một con sâu nằm ở trong cái y đó. Thấy không? Thành thử ra tại sao vậy? Tại vì tiếc cái đó, rồi phải làm trở lại một cái gì đó, đọa lạc thành một cái gì đó để nó có thể bò, nó có thể gần gũi với cái mình thích. Cho nên là cái người tu á, quý vị nhìn nè, mình xả từ hồi mình mới bước chân vào đạo, áo quần thế gian mình xả bỏ, cái đầu mình nó có cái tóc, nhiều tóc ít hay là tóc đẹp tóc xấu gì cũng cạo bỏ, phấn son thì không màng, áo quần đẹp không không màng, rồi một cái mái ấm gia đình mình cũng không có, phải không? Rồi cái gì, rồi mình tiếp nhận gì, ba y một bình bát, mà rốt cuộc ra mình tu hồi cái gì mình cũng chất chứa, cái gì mình cũng làm riêng của mình để làm chi? Cho nên Phật dạy rõ là mình xả bỏ cái đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình vô tâm đối với vật dụng nha, không phải. Cái chữ xả bỏ đây là chúng ta biết xài cho chung, và thậm chí chúng ta xài mà khi nào nó hết thì chúng ta sắm cái khác, hay là chúng ta không tiếc rẻ. Chứ không phải là thấy cái đó đáng lý để ngoài nó hư thì kệ nó, tại Phật dạy xả bỏ mà quan tâm chi. Không phải vậy, không phải vậy. Mà nhiều khi mình quan niệm một cách rất là đơn giản, thôi đồ của chùa mà, không ai quan tâm, mắc gì mình phải quan tâm, không có đúng. Đối với vật dụng mình phải có tâm thương tiếc, có nghĩa là mình phải trân trọng giữ gìn, nhưng để cho của chung chứ không phải làm cho của riêng mình. Mình phải rõ ràng như vậy. Giống như mình dạy ở mỗi một lần có bà thấy một em nhỏ đó, em nó làm rớt cái áo mà nó không máng lên, nó nói của em nó mắc mớ rồi tới nó, mà mình nghe như vậy mình không vui. Thì Pháp Hòa mới gọi lại, Pháp Hòa nói
cái áo này là của em con, nhưng mà nó em con biết nó là em con cũng có nghĩa là của con mà của gia đình. Em nó làm rớt mà tại sao con không mang lên? Mà nó cứ sống theo cái kiểu là chuyện ai nấy lo. À, cho nên người mỗi lần mà nó có chuyện nó đụng mình là tới mình hỏi, nó nói leave me alone, mind your own business. Đừng có quan tâm tới chuyện của tôi. Cái đó không có đúng. À, mình sẽ cái tu của mình nó biết uyển chuyển mà biết quan tâm. Mà quan tâm thì không có nghĩa là mình nhiều chuyện. Mà gọi là biểu đừng có hỏi tới thì không có nghĩa là mình thờ ơ. Nó khác lắm. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói phàm con người chúng ta có 20 điều khó. Trong đó có một điều khó là đối cảnh vô tâm là khó. Mọi việc, mọi cái công việc mà nó xảy ra làm sao mình vô tâm? Vô tâm đây không có nghĩa là thờ ơ với nó, nhưng mà làm tất cả mà không dính mắc. Thí dụ cái cô đó cũng cần mình giúp đỡ, giúp giúp xong là thôi chứ không có nói bữa khác người ta không ngó mình đó. Coi kìa, cái ghét không? Bữa hôm cần tôi tới để tôi giúp mà bữa nay nhìn tôi họ hỏng nửa mắt. Thí dụ vậy. Không, mình cứ làm đúng cái việc của mình thôi, người ta cần thì mình đến, người ta không cần nữa thì mình đi. Mà giờ người ta gặp mình, người ta có hỏng chào thì mình cứ chào người ta. Cái việc của mình là mình cứ làm, đừng có bắt buộc là người ta phải làm. Nhiều lúc một là người ta không thấy. À, hồi nhỏ Pháp Hòa bị cận Pháp Hòa đâu biết đâu. Đi đi học đó, băng qua lộ vậy là mấy Phật tử đậu xe ở trong xe, người ta vẫy tay người ta chào mình cứ ngó mình đi luôn vậy. À, người ta nghĩ là mình không có để tâm, mình coi thường người ta. Tới sau này gặp người ta nói với ồ mình biết là lúc đó là mình bị cận. Đến Pháp Hòa đi học á, viết mấy con số mà sai đó, làm bài sai đó, lúc đó mới biết là mình bị cận, chứ còn trước kia mình cũng không để ý. À, thành thử ra thưa đại chúng, có nhiều lúc người ta gặp mình đó, người ta không chào đó. Một là có thể người ta không thấy, hai là người ta đang có chuyện gì, người ta buồn phiền gì đó, người ta không có để ý. Hay là thậm chí người ta cố tình người ta không chào cũng không sao đâu, mình cứ làm việc của mình đi. Rồi nhiều khi cái đó là cái đức để nó cảm hóa tại sao người đó chưa bao giờ chào mình mà mình gặp mình vẫn cứ chào người ta, thì từ từ cái đức của mình nó sanh từ đó. Chờ có nhiều vị nói là bây giờ tôi sống ở đời nhớ có đức, sống cho có đức nha, thì quý vị sẽ đặt câu hỏi là đức từ đâu sanh? Từ những cái việc đó đó. Đức từ những cái chuyện, cái đức hạnh của mình là từ những cái chuyện mình làm mà không bao giờ mình phải đặt cái tâm là người đó phải ghi ơn nhớ nghĩa gì mình. Pháp Hòa mới đọc một câu chuyện cảm động của một cái vị nhà giàu qua Mỹ cách đây khoảng chừng mười mấy năm nay thành công. Mà ngày xưa đó là những người nghèo đi ở cho người ta, bị người ta hất hủi nhiều lắm. Rồi cuối cùng được một cái người hảo tâm giúp đỡ nhận làm con, rồi cuối cùng vị này được đi qua Mỹ theo diện con lai, rồi ráng học hành làm việc có được cơ sở làm ăn và đem tiền của giúp lại cho mọi người nghèo ở Việt Nam. Và sau này không biết do nguyên do gì đó cái vị đó qua đời. Thì người ta mới nói rằng dù anh không còn ở trên thế gian này nữa, nhưng mà chắc chắn rằng nụ cười, tình thương và trái tim ấm áp của anh sẽ còn lưu mãi trong tâm thẳm của mọi người. Thì quý vị thấy như vậy. Mỗi lần mà đọc các tiểu sử của quý hòa thượng, ngày nay hòa thượng đã quẩy dép về Tây, hình bóng của ngài không còn để chúng con nương tựa, nhưng mà đức hạnh của ngài vẫn cao vời, vẫn là bóng mát để chúng con nương tựa, vân vân. Thì thành thế đại chúng biết đó là mình cứ sống đúng theo cái bổn tâm của mình. Còn cái chuyện mà người ta nhớ mình như thế nào, mình không có, người ta phải đền ơn mình thế nào không quan trọng. Mà nhiều khi mình cho người ta 5 đồng, người ta cho mình lại 5 đồng cho nó hết. Có nhiều khi mình cho người ta mình không nghĩ gì hết, mà mai mốt người ta đền đáp lại những cái nó hơn nữa. Mà đừng quan tâm. Mà Pháp Hòa trong đời Hòa đã thấy rất nhiều người người ta được cái quả như vậy. Khi người ta làm là người ta không có nghĩ. Mà cuối cùng mà những cái quả tốt nó đến với người ta bất khả tư nghị.
Bất khả tư nghị. Tại sao? Tại vì khi mình làm là mình làm bằng cái tâm vô lượng vô biên, thì cái quả nó sẽ trở về với mình cũng là vô lượng vô biên. Còn mình nghĩ là tôi giúp nó nhiêu nhiêu đó thì nó sẽ đáp trả lại nhiêu nhiêu đó. Đó. Cho nó hay lắm. Thưa đại chúng, là trong một cái bài kinh có cái tên là Có lòng từ mẫn mà Đức Phật dạy quý thầy. Như vậy thì hôm nay chúng ta nói khi chúng ta quy y tăng, tức là chúng ta nương tựa chư tăng hiện tiền trong đời này, những vị có tu hành, có học Phật, để chư vị tăng là những người học Phật pháp, đem Phật pháp về cho chúng sanh. Bởi vì nhiều khi chúng ta bận công ăn việc làm, không có thời giờ nghiên cứu học Phật. Cũng giống như bài kinh này quý vị không biết nằm đâu. Nhưng mà Pháp Hòa có thời gian và đọc kinh này rồi và nói lại cho đại chúng nghe. Và mà nhờ ngồi đây nói được là tại hồi sáng giờ quý vị cúng có bốn món đó đó. Chứ nếu mà hồi sáng này mà không cạo gió, không có thuốc uống, phải không, không có thuốc dán thì chắc là bây giờ ngồi không nói. Quý vị thấy không? Cho nên đó, khi mà ngài Huyền, ngài Đường Tam Tạng mà lên tới Tây Phương Cực Lạc mà thỉnh kinh đó, thì nó là con muốn thỉnh kinh có chữ. Muốn thỉnh kinh thì ngài Ca Diếp A Nan mới hỏi vậy ông có mang gì đến để trao đổi không? Thì mình không hiểu, mình nói trời ơi cực lạc Tây Phương mà còn ăn ăn gì, ăn hối lộ, nó phải có đem gì trao đổi. Nhưng mà cái hình ảnh đó là tượng trưng cho sự gì? Sự đối đáp, sự đối đãi với nhau trong cuộc sống. Nếu anh muốn có kinh để đem về thì anh phải có cái gì để đổi lại. Nếu con không có gì hết á, ok, nếu không có phải không, tôi sẽ đưa cho kinh mà kinh không có chữ, kinh vô tự. Đến khi ra tới giữa sông rồi á, thì do một cái cơn rớt gì đó, mở kinh ra mới thấy kinh không có chữ, mới trở lại Tây Phương Cực Lạc. Nói Phật ơi, Phật đưa kinh con không có chữ sao con tụng. Muốn kinh có chữ, mà có chữ là có chữ có nghĩa là có phương tiện để nhìn, để đọc, để hiểu. Còn kinh vô tự là chân kinh, bởi vì kinh thì không có chữ nghĩa gì hết đó. Bây giờ muốn có chữ phải không, thì phải có cái gì đổi. Thì tại sao không lấy cái gì đổi mà lại đưa cái bát? Bởi vì cái bát là cái vật dụng tối cần cho một người tu. Ngoài cái y thì có cái bát, cái y để giữ giới thân huệ mạng, cái bình bát để xin cơm, để nuôi cái thân mạng này. Cho nên mới nói là có thực mới vực được đạo, có ăn thì mới có sống, có sống thì mới có tu hành. Cho nên chúng ta thường nói ăn không để mà ăn, mà thiệt sự ăn đâu phải để ăn. Ăn để sống, phải sống để làm gì? Sống để tu, tu làm gì? Tu làm lợi ích cho người. Rõ ràng ăn đâu phải con chuyện ăn để ăn, ăn để làm việc khác nữa. Đó. Ăn để sống, phải sống để làm gì? Sống để đi chùa. Đi chùa làm chi? Đi chùa công quả. Công quả làm gì? Công quả cho bá gia bá tánh hưởng. Vậy anh nhớ nha, ăn quan trọng lắm. Anh nhớ nha, cái ăn của anh á, anh ăn để sống và cuộc sống của anh quan trọng, cho nên anh không được hủy sự sống. Anh không được thiếu chánh niệm trong khi ăn uống, tại vì ăn uống không chánh niệm thì anh bệnh. Anh bệnh rồi ai tụng kinh cho tôi? Anh bệnh rồi ai lo chùa cho tôi? Ví dụ vậy. Cho nên mình phải thấy được cái trách nhiệm của mình để mình dấn thân, mình tiến tu. Thì qua cái bài kinh này, Đức Phật nói một hôm Đức Phật ở trong một cái thôn kia là Kimbala, Kimbila. Đức Phật gọi các thầy, Đức Phật này các thầy tỳ kheo, một vị tỳ kheo nên thành tựu năm pháp này để nói lên tấm lòng từ mẫn đối với cư sĩ Phật tử. Năm pháp đó là gì? Một là phải khuyến khích Phật tử tăng thượng giới. Thứ hai là phải làm mẫu mực, làm cái sống như thế nào để làm cái phẩm, cái mẫu mực cho người cư sĩ. Thứ ba là phải an ủi, giúp đỡ khi Phật tử gia đình người ta hữu sự,
từ những chuyện rắc rối trong gia đình cho đến những chuyện gia đình có người thân nhân qua đời. Mà khi đến đó đừng đặt vấn đề cúng hay là không cúng. Xin lỗi, nhiều khi người ta giúp cho mình suốt cả đời, cả năm. Bây giờ người ta đến đây, người ta phụ sự, người ta cần mình. Thứ tư là phải khuyến khích Phật tử phát tâm hộ trì cho chư tăng trong mười phương. Thứ năm là phải sống gì? Biết đủ, ít muốn, biết đủ và trân quý những gì Phật tử cúng cho mình. Cho nên cái hạnh của Hòa Thượng Trí Tịnh ngày tu không từ cũng không cầu. Ngài không bao giờ Ngài nói tôi cần này, ai cúng cho tôi không? Ngài không cầu. Nhưng mà ai đem cúng Ngài cũng không từ chối. Nhưng mà nếu Ngài không dùng thì Ngài sẽ mang đến cho chư tăng khác mà dùng. Đó, thì bây giờ chúng ta sống cũng tập cái hạnh như vậy. Tức là khi nào chúng ta đến chùa nha, đâu có, bây giờ mình nói có nhiều lúc mình đến chùa ngay bữa ăn, cái mình nói trời ơi kỳ quá, tôi không làm gì hết trơn, tôi ăn thôi, tôi không ăn thôi, tôi lên lầu. Mình không cầu, mình đi chùa mình đâu có cầu ăn, nhưng mà gặp ngay bữa ăn cứ vô ăn. Rồi bữa khác đến chùa ngay lúc người ta có việc sang tay vô phụ. Người Phật tử chùa là ngôi nhà tâm linh của mình, đừng có ngại ngùng, đây là ngôi nhà chung. Chúng ta đến đây phụng sự cho Tam Bảo, cho nên chính vì phụng sự Tam Bảo cho nên không có dù ai lỡ một cá nhân nào đó làm cái gì mình phiền hà thì cũng không có nghĩ, tại vì mình đâu phải vì một cá nhân đi chùa, vì Tam Bảo mà. Đó. Thì chư tăng là chúng ta thường ca ngợi là chúng trung tôn, tức là một bậc tôn quý ở khoảng giữa Phật và chúng sanh. Phật thì cách mình quá xa, cho nên mình là đứng ở giữa nè, mình mang Phật tới gần chúng sanh, mình mang chúng sanh tới gần với Phật. Bậc chúng trung tôn là bậc ở khoảng giữa, rất tôn quý. Rất tôn quý. Và nhờ chư tăng có học, có tu, cho nên đem cái lời giảng dạy đó hướng dẫn lại cho chúng ta. Cho nên đại chúng nhớ là mình quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và đừng có nghĩ rằng mình quy y một thầy. Tăng nghĩa là đoàn thể của những người xuất gia thanh tịnh tu học. Thầy Miên, thầy Thái, thầy Lào, thầy gì đó mà thầy đó có tu, có thanh tịnh đều là thầy của mình. Còn một vị thầy nào làm lễ cho mình thì mình nhớ là thầy đó là đại diện cho tăng để làm lễ cho mình. Cho nên ai chưa quy y nên phát tâm quy y Tam Bảo. Bởi vì quy y Tam Bảo đời này sang kiếp khác mình không có mất cái hạt giống đó. Thân mạng của mình có mất nhưng mà cái tâm quy y mình không mất. Cho nên mấy đứa nhỏ nhỏ đó, hồi nhỏ nó quy y nó chưa có ý thức. Khi nó lớn lên, quý vị cũng nên cho nó trở về chùa để nó nghe lại, để nó ý thức. Tại vì cái gì mà từ nó ý thức nó phát khởi thì nó nhận ra. Như hồi trưa này nè, thì có một em nó nghe em nó quy y, cái nó mới nói ba, con cũng muốn quy y. Thì ba nó nói con quy y rồi, hồi nhỏ thầy quy cho con. Nó nói hồi nhỏ con đâu biết gì đâu. Thấy rõ không? Xong cái Pháp Hòa mới nói ồ được con vô đây ngồi. Thì Pháp Hòa mới giải thích quy y ngắn gọn bằng tiếng Anh cho nó nghe. Cái nó ồ, thì nó hiểu. Tức là bây giờ nó có ý thức tại sao mình lại quy y. Tại vì khi mình quy y tức là mình biết mình là một Phật tử. Khi mình biết là mình một Phật tử thì trong lộ trình sống ở thế gian này mình không có dám hay là mình hạn chế làm những điều sai quấy không đúng với tinh thần Phật tử. Mà một khi mình đã sống được như vậy, nếu mình bỏ cái cõi đời này, mình đi vào trong bất cứ một cảnh giới nào khác, mình vẫn tâm niệm mình là Phật tử. Cho nên quy y đó, nó không phải chỉ lợi cho đời này. Không phải lợi cho đời này mà lợi trong vô lượng kiếp. Bất cứ một cái lộ trình luân hồi sanh tử nào thì chúng ta vẫn biết mình là Phật tử. Cho nên tại sao phải ngồi đó quy y? Tác động vô tâm. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin nương tựa Phật. Xong quy rồi ông thầy nói con nhớ bây giờ là con là đệ tử Phật. Còn hồi nhỏ mình nói gì đâu ý thức.
Cho nên đó, cái đứa nhỏ đó nó chỉ quy y mà nó chưa thọ giới. Đến khi nó 12, 13 tuổi bắt đầu cho lên thọ giới. Cho thọ giới thì lúc đó nó ý thức nó có. Cho nên tại sao một thầy tỳ kheo phải 20 tuổi? Tại vì 20 tuổi mới đủ cái tuổi để suy nghĩ mình muốn cái gì. 18, 19 tuổi cũng chưa được. Phải 20 tuổi. Bây giờ thầy hỏi con lần nữa, con có muốn tu không? Con muốn tu mà con sắp sửa phải thọ cái giới tỳ kheo, con làm một vị tỳ kheo, một vị thầy. Nói dạ con quyết định. Vậy đó mà tới 25 nó còn đổi nữa, chứ đừng nói là đừng có nói là 18, 19 mà đã quyết định được đó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm là đại chúng và nhân đọc một cái bài kinh, thì Pháp Hòa thấy bài kinh này nó rất là phù hợp và rất là đúng với cái tâm nguyện của một vị xuất gia mà sống trong chùa. Mỗi ngày mình phải làm những công việc. Đối với các vị xuất gia, nếu như mà thấy cuộc sống mình sao mà tối ngày cứ lo Phật tử này, lo Phật tử kia, thì nghe bài kinh này xong rồi thì sẽ thấy rằng mình đã sống đúng với lời Phật dạy. Mình đi tu không phải chỉ để cầu nhàn ở chùa rồi gió mát với trăng trong rồi cầm quạt ngâm thơ rồi ha. Lúc nào không có chuyện thì cứ việc ngâm thơ, mà lúc nào có việc thì phải làm. Nhưng ngày hôm qua trời nó mệt, cảm nhức đầu sổ mũi mà phải đi từ cổng này qua cổng kia. Cái Pháp Hòa trên đường đi lân tơn vậy nghe. Cái Pháp Hòa mới nói làm tăng sĩ rày đây mai đó. Lúc chỗ này, lúc chỗ nọ, lúc ốm đau. Nhưng mà ta có Phật Pháp thì cũng chẳng sao. Đi chỗ nào rồi cũng ngọt ngào uống thuốc. Hôm qua đang trên đường đi, đang trên đường đi và đang bệnh mà làm thơ. Làm tu sĩ rày đây mai đó, lúc chỗ này, lúc chỗ nọ, lúc khỏe đau. Ôi mà thôi có bệnh cũng chẳng sao, về tới chỗ rồi ngọt ngào uống thuốc. Ngày hôm qua đi trên đường bệnh mà làm thơ. Thì thưa đại chúng là nếu mình sống đúng với cái hạnh nguyện của mình, cũng giống như Pháp Hòa thấy mỗi một lần mà ở đây có một đám tang, thì quý cô quý chú ở đây đến với gia đình đám tang bằng cả trái tim của mình. Lo không phải chỉ nghĩa là cái bàn thờ chưng dọn rồi giúp đỡ gia đình rất tốt, bởi vì cái đó là chúng ta thực hiện đúng cái nghĩa mà chúng ta sống, chúng ta đối với người sống và cũng như người mất. Mà qua cái bài kinh này thì chúng ta lại phải càng khuyến tấn mình hơn là chúng ta không đi trái với lời Phật. Có nhiều vị mới nói thầy tu sao thầy lu bu quá. Nhưng mà ai nói thì Pháp Hòa vẫn nhận. Nhưng mà Pháp Hòa biết cái lu bu của mình nó không có rời khỏi cái phạm vi của người tu. Tốt chứ có sao. Thí dụ như lát ấy, thầy ơi mẹ con bệnh thì cũng vô tụng kinh. Thầy ơi nhà con dọn nhà mới thì cúng dường không? Tại nhà mới cũng tụng kinh. Làm gì cũng tụng kinh thôi, thì có bao giờ vượt khỏi cuốn kinh đâu. Cho nên lúc nào cũng ở trong cái phạm vi đó. Thôi thì Pháp Hòa thăm đại chúng nhân cái dịp rằm Tết và chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh Đức Phật nó nhắc nhở chư tăng có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Thì quý vị nhớ là người cư sĩ Phật tử hộ trì đời sống của người tu sĩ có bốn thứ: nhà ở, thức ăn, y áo và thuốc men. Người tu sĩ đối với lại cư sĩ có năm điều khuyến khích mình tu: sống mẫu mực, an ủi giúp đỡ mình khi có chuyện. Cho nên quý vị có chuyện quý vị cũng đừng có ngại. Có chuyện gì cần chư tăng thì cứ liên lạc đến chư tăng. Bây giờ mình có chư tăng mình không có nhờ rồi mai mốt không còn tăng nữa cái mình giảm á. Điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là người tu sĩ luôn luôn lân mẫn đối với tất cả người tu sĩ khác và khuyến khích Phật tử phát tâm kết duyên cúng dường. Điều thứ năm là nếu người tu sĩ có nhận những gì của người cư sĩ
thì chúng ta sống nhận, biết đủ, ít muốn và biết tiết kiệm, biết tiết chế, biết trân trọng những gì mà người ta phát tâm hộ trì cho mình. Đó là qua cái bài kinh. Và quý vị thấy là cư sĩ và tu sĩ, là xuất gia và tại gia, là hai chúng xuất gia thân cận với Đức Phật, và kết hợp làm sao để đẩy cái bánh xe chánh pháp lan xa và lan rộng. Được như vậy thì chúng ta dù ở trong cái hình ảnh người tu, đời sống người tu hay người cư sĩ, chúng ta đã đền ơn cho Phật đúng mức. Phật đã để lại cho chúng ta một gia tài giáo pháp để chúng ta sống có hạnh phúc, có an vui, rồi mang cái hạnh phúc an vui này đến cho tất cả mọi người. Thế thì chúng ta phải làm sao để tiếp tục con đường này. Gần đây thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng ở trên đó bây giờ lớn rồi. Thầy Tịnh Tạng năm nay 27 tuổi rồi. Thầy Đức Tạng năm nay là 20, thầy Đức Tạng 27, thầy Tịnh Tạng 24 tuổi. Tuần rồi là dẫn chú Trung Thiện, thầy Đức Tạng dẫn chú Trung Thiện qua bên Pháp gửi rồi. Đó thì Pháp Hòa mới nói với các chú là mở lớp thiền dạy ở trên Westlock. Bây giờ hai thầy đã phụ trách lớp thiền ở trên Westlock, dạy cho người địa phương ở đó. Pháp Hòa nói các con cứ làm đi, một người cũng phải dạy. Từ một người mà mình kiên trì thì mình sẽ thành tựu, dù hai ba cũng phải dạy. Một người còn học là một người mình dạy. Mình sống, mình không có để cho cái ngày tháng của mình nó oan uổng, thì ngày mai mình có đi cũng có gì hối hận. Cho nên Pháp Hòa nói mấy chú bắt bây giờ phải làm. Thì Pháp Hòa rất là vui là những gì Pháp Hòa ước nguyện là các chú có thể tiếp nối được mình ở nước ngoài này để tiếp tục cái Phật Pháp ở đây, thì Pháp Hòa đã mãn nguyện rồi. Điều Pháp Hòa ước nguyện là làm sao để tìm những người trẻ để tiếp nối được con đường Phật Pháp của chúng ta ở ngoài này. Mà chúng ta có được một hai người thì chúng ta mừng. Thì cũng cảm ơn đại chúng xa gần đã trợ duyên cho các thầy trẻ trong suốt bao nhiêu năm qua, để các thầy tiếp tục con đường tu của mình và phụng sự cho Phật Pháp hay Di Đà Phật. Thưa quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành